Truyện Quang Âm Chi Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bảy Màu Fish Hunter vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 58, chương 487, Lửa giận thiêu biển. Trong những năm này, toàn bộ ngọn núi thứ 6 Thất Huyết Đồng đều đã bị Lục Gia luyện hóa từ sớm, trở thành một tòa thành lũy chiến tranh. Ngoại trừ chính Lục Gia thì không ai biết bên trong ngọn núi thứ 6 cuối cùng tồn tại bao nhiêu pháp khí, cuối cùng có biểu hiện ra uy lực to lớn động trời như thế nào. Lần này cũng là lần đầu tiên thành lũy chiến tranh ngọn núi thứ 6 xuất động. Mặc dù còn chưa có hoàn toàn thể hiện ra uy lực của mình, nhưng chỉ dịch chuyển một lần trên biển cũng đã khiến cho tâm thần của tất cả mọi người dấy lên từng trận sóng lớn. Dịch chuyển, đó là thần thông còn huyền diệu hơn cả Thuấn Di, phạm vi càng lớn thì cần càng nhiều pháp lực, mà có thể dịch chuyển cả tòa núi to lớn như thế này, có thể tưởng tượng ra động lực hạch tâm bên trong tòa thành lũy chiến tranh này nhất định phải nghĩ mà rợn người. Trong nháy mắt tiếp theo, thân núi cực lớn lập tức xuất hiện ở trên bầu trời biển cấm, một đường phá không gào thét bay về phía trước. Những nơi đi qua thì cả mặt biển phía dưới đều cuồn cuộn mình khuếch tán, vô số hải thú ở dưới đáy biển nhao nhao rung rẩy, không dám bơi tới gần mặt biển. Còn có từng chiếc thuyền buồm tựa như lá cây đang lắc lư ở trên biển, những tu sĩ ở trong đều ngẩng đầu nhìn lên thân núi cực cao lớn đang bay ở bên trên, cõi lòng nhao nhao chấn động mà thần sắc đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Mà giờ khắc này bên trong thân núi thì Hứa Thanh cũng như vậy, cho dù là đội trưởng cũng đều không thể giữ được bình tĩnh, đỏ mắt nhìn trái lại xem phải, trong mắt tràn ngập ánh sáng. Phía trước hai người bọn họ là Lục Gia đang lắc lắc bầu rượu nhìn về phương xa. Sắc mặt của Lục Gia âm trầm, trong cơ thể giống như có huyết hải bốc lên, sát ý mạnh tới mức ảnh hưởng cả bầu trời, khiến cho trên con đường ngọn núi thứ 6 bay về phía trước, bầu trời bên trên cuồn cuộn thiên lôi, từng đạo tia chớp lan tràn đánh ra tứ phía, từng đạo ngân quang như đuôi rắn đánh xuống, khí thế kinh người. Hải Tinh tộc chỉ là một cái tiểu tộc, thực lực tộc quần thấp kém, không nói so sánh cùng Thất Huyết Đồng chúng ta, coi như là so với nhân ngư tộc thì Hải Tinh tộc cũng không sánh bằng. Trong tông môn chỉ có 7 vị tu sĩ kim đan, bây giờ đã chết 3 tên, còn lại 4 tên. Lục Gia nhàn nhạt mở miệng. Mạnh nhất là lão tổ Hải Tinh tộc có tu vi kim đan đại viên mãn, nhưng ta hoài nghi có lẽ lão đã sớm đột phá, chỉ là thủy chung che giấu tu vi mà thôi. Trừ lão ra thì 3 người còn lại đều là kim đan sơ kỳ. Bên trong cũng đã bao hàm vị tộc trưởng kia của Hải Tinh tộc. Vị tộc trưởng này và lão tổ hiện giờ có liên quan huyết mạch với nhau, gã là con của lão tổ, cũng bởi vậy mới trở thành tộc trưởng. Tổng thể mà nói, đây chỉ là một cái tiểu tộc, mà tiểu tộc như thế lại có đảm lượng trêu chọc thiên kiêu của Thất Huyết Đồng cùng với đủ lại các tộc quần khác, nhìn thế nào cũng không hề bình thường. Cho nên Hứa Thanh, sau khi tới nơi, người phải cẩn thận một chút, có khả năng trên Hải Tinh tộc sẽ tồn tại một số bí ẩn cực lớn. Lục Gia bình tĩnh mở miệng, Hứa Thanh lặng lẽ gật đầu. Đội trưởng không nói chuyện, thừa dịp Hứa Thanh và Lục Gia không chú ý tới mình thì y lui ra phía sau vài bước, sờ lên núi đá dưới mặt đất, ánh sáng trong mắt càng đậm. Hiển nhiên y rất thích kiện bảo bối này, nhưng không đợi đội trưởng xem xét quá lâu, theo ngọn núi thứ 6 lần nữa truyền ra âm thanh vù vù, sấm sét trên trời vang dội, vật đổi sao dời, toàn bộ thân núi lần nữa thực hiện một cú dịch chuyển. Lần này trực tiếp liền xuất hiện ở giữa không trung của Hải Tinh tộc. Hải Tinh tộc nằm ở một hòn đảo giữa Thuốc Huyết Đồng và nhân ngư tộc, tộc địa của họ chỉ nằm trên một hòn đảo, từ không trung nhìn xuống giống như một con hải tinh cực lớn, nhưng cái này đã được chứng thực. Bộ dáng của hòn đảo này là sau khi Hải Tinh tộc cư trú mới sửa đổi mà ra như vậy, không phải thật sự có một con hải tinh lớn như thế nghỉ ngơi ở đây. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy trong Hải Tinh tộc có 5 tòa chủ thành, phần lớn kiến trúc được dùng san hô để xây dựng, đồng thời thứ lớn nhất và đặc sắc nhất chính là ở trên đảo mọc ra vô số những cây san hô. Đây là một loại cây cối có bộ dạng như san hô, từng cây rất cao lớn, ban đêm có thể tỏa ra ánh sáng 5 màu, ban ngày thì chỉ có một màu xám. Đồng thời rất nhiều kiến trúc đều được dựng ở trên cây san hô cực lớn này, mà nhân số của toàn bộ Hải Tinh tộc ước lượng chừng hơn 10 vạn. Nơi này dưới sự che chở của Thất Huyết Đồng nên nhiều năm qua không hề gánh chịu rung chuyển quá lớn, cho nên thoạt nhìn bây giờ coi như rất phồn hoa. Mà ngay khi ngọn núi thứ 6 xuất hiện cũng lập tức dẫn tới sự chú ý của Hải Tinh tộc. Mặc dù bọn họ không biết tòa thành lũy chiến tranh do ngọn núi thứ 6 biến thành, nhưng cường giả trong tộc vẫn lập tức nhận ra chấn động công pháp của Thất Huyết Đồng. Cho nên hầu như ngay khi ngọn núi thứ 6 xuất hiện, một đạo thần niệm lập tức tràn ra từ trong Hải Tinh tộc. Là Thượng Tông Thất Huyết Đồng tới chơi sao? Không biết là vị tiền bối nào đến tộc của ta có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, kính xin Thượng Tông tha thứ. Theo thần niệm tràn ra, một lão giả mặc đạo bào năm màu đi ra. Trên mặt lão giả tràn ngập vẻ tươi cười, không ra nhìn nội tâm của lão suy nghĩ gì. Lúc này, lão bay từ trên mặt đất lên trên không, chắp tay về phía ngọn núi thứ 6. Nhưng đáp lại lão là Lục Gia đứng trên đỉnh núi với sát cơ ngập trời, giơ lên một ngón tay. Ngón tay lập tức hạ xuống, thân ngọn núi thứ 6 to lớn tràn ra uy áp vô cùng, tựa như một con dấu thật lớn hung hăng trấn xuống hải tinh tộc phía dưới. Uy áp đè xuống, thiên địa lập tức ầm ầm nổ vang, là hư vô vỡ vụn. Một cổ áp cực lớn bẻ gãy, nghiền nát tất cả mọi thứ, trực tiếp phủ xuống trên hải tinh tộc, khiến cho toàn bộ ngọn núi trong hải tinh tộc lập tức chấn động và xuất hiện khe hở, sau đó liền chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Ngay cả đại địa cũng là như vậy, khi bị luồng áp lực này phủ xuống thì nhiều chỗ sụp xuống từng hố lõm. Một màn này khiến cho lão tổ hải tinh tộc vừa đi ra nghênh đón lập tức biến sắc. Lục Gia, ngươi làm thế này có ý gì? Ta có ý gì ư? Ngươi nói xem, lão phu có ý gì? Rốt cuộc Lục Gia không đè nén được sát cơ trong lòng nữa, giọng nói u ám truyền ra và thân thể lập tức đạp không lao tới, trực tiếp đến trước mặt lão tổ hải tinh tộc, tay phải giơ lên hung hăng trảo một cái. Chương 488: Lửa giận thiêu biển. Thiên hồn địa ám, nhật quyệt vô quang, bầu trời vỡ vụn, thân thể lão tổ hải tinh tộc không cách nào né tránh, trực tiếp bị Lục Gia nắm lấy đầu người. Theo Lục Gia hung hăng bóp thì thân thể của lão tổ hải tinh tộc oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Nhưng trong khi thân ảnh lão tổ hải tinh tộc nổ tung, một đạo huyết ảnh hình dạng hải tinh lập tức từ trong đó bay ra. Khi tới vị trí xa xa, lại hình thành thân hình, phun ra máu tươi, cấp tốc rút lui và trong mắt lộ ra sự hoảng sợ. Lục Gia, phải chăng đã hiểu lầm cái gì? Lục Gia lạnh lùng nhìn lão tổ hải tinh tộc vừa hội tụ lại thân thể cũ. Quả nhiên người ẩn giấu tu vi đã đột phá đến Nguyên Anh, nhưng không sao, như vậy mới thú vị. Ngươi khiến cho ta phải chịu nỗi đau khổ mất còn nhiều năm như vậy, ta cũng phải cho ngươi nhấm nháp một chút đau khổ khi tộc quần của ngươi, tộc địa của ngươi, hết thảy đều bị hủy trước mặt của ngươi. Trong lúc nói thì Lục Gia giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên nhấn xuống một cái. Thân ngọn núi thứ 6 lập tức nổ vang, cấp tốc phủ xuống hải tinh tộc phía dưới, nhưng cũng không hoàn toàn hạ xuống, mà chỉ hạ thấp đến khoảng ước chừng ngàn trượng trên không trung liền dừng lại. Sau đó có từng đạo hỏa diễm màu lam từ bên trong thân núi bên tràn ra, lập tức bao phủ tới toàn bộ hoàng đảo hải tinh tộc phía dưới. Từ xa nhìn lại thì hỏa diễm màu lam như thiên hỏa chảy xuôi từ trên trời, bao phủ bát phương, lại như sao băng rơi xuống đất, nổ vang khắp nơi, khiến cho nước biển dưới nhiệt độ cao bốc lên, khiến cho vô số kiến trúc hải tinh tộc lập tức bốc cháy, tiếng kêu gào thê lương thảm thiết cũng không ngừng vang vọng. Luyện cho ta, luyện tộc quần của ngươi, luyện tộc quần của ngươi, luyện hết thảy huyết mạch của ngươi, ta muốn sống sờ sờ luyện hải tinh tộc của ngươi, luyện thành một ngọn nến, ngày đêm đốt trước mộ phần ái tử của lão phu. Ánh mắt Lục Gia đỏ thẫm, cả người trở nên điên cuồng, phất tay thì ngọn núi thứ 6 lập tức xuất hiện từng dãy pháp khí chiến tranh, đồng loạt bộc phát, hình thành từng đạo chùm sáng bắn thẳng đến đại địa của hải tinh tộc. Còn có những con rối vần quanh bốn phía, từng cổ cũng đều tràn ngập sát cơ phóng tới hải tinh tộc phía dưới, triển khai giết chóc. Càng có đệ tử cùng trưởng lão của ngọn núi thứ 6, giờ phút này tất cả đều nhao nhao phủ xuống. Một màn này khiến cho thần sắc lão tổ hải tinh tộc trên bầu trời trở nên âm trầm. Lão muốn ngăn cản, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lục Gia mang theo sát cơ đã đến. Âm thanh đổ vang lập tức vang vọng. Lão tổ hải tinh tộc lần nữa phun ra máu tươi, trong đôi mắt đỏ thẫm của lão nhanh chóng hiện lên một tia ngân quang, khí thế của lão lập tức tăng vọt, bên ngoài bản thân hình thành phong bạo mênh mông quét ngang bát phương, đồng thời khí thế của Lục Gia cũng càng mạnh hơn và trấn áp đến lão tổ hải tinh tộc. Cùng lúc đó, Hứa Thanh và đội trưởng cũng nhảy xuống khỏi núi, phi thẳng về phía mặt đất, một khắc chạm xuống đất, Hứa Thanh lập tức đạp vào trên một gốc cây san hô. Lúc này là ban ngày, cây san hô màu xám không chịu nổi lực lượng vỡ tan ra, ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm và sát cơ đè nén trong cơ thể cho tới bây giờ cũng không cách nào áp chế nữa, chợt phóng thẳng về hải tinh tộc phía trước. Đội trưởng không đi chém giết cùng với Hứa Thanh, sau khi y hạ xuống liền lặng lẽ đi theo phía sau, bởi vì y biết rõ bây giờ lệ khí trong lòng Hứa Thanh rất nặng, luồng lệ khí này cần đại lượng máu tươi và giết chóc mới có thể hóa giải. Với y mà nói thì hải tinh tộc không trọng yếu, vô luận là sau khi Thất Gia nói rõ bí mật với y hay là giao hảo giữa y cùng với Hứa Thanh, điều mà y hy vọng lúc này là Hứa Thanh có thể mau chóng bình phục. Cho nên lần này đội trưởng đi theo chỉ có một mục đích, đó chính là làm bạn. Giết đi tiểu sư đệ, ở trong cái loạn thế này giết chóc là cách thổ lộ duy nhất. Năm đó ta cũng từng làm như vậy, không diệt mấy tộc quần thì làm sao có thể khiến cho người khác kính sợ. Đội trưởng thì thào, trong mắt cũng hiện lên sự điên cuồng. Mà Hứa Thanh ở phía trước cũng đã triển khai màn sát phạt của mình. Mệnh hỏa trong cơ thể Hứa Thanh mở ra, ngoài thân thể quay sắc màu đen tràn ra lôi quang, hễ là nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới liền xuất kích tới chỗ đó. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang ngập tràn không gian, mà Hứa Thanh ra tay cũng càng mạnh mẽ kinh người. Trong nháy mắt liền lao đến trước mặt một tên tu sĩ trúc cơ của Hải Tinh tộc. Trong khi đối phương còn không kịp phản ứng thì Hứa Thanh đã hung hăng đụng tới. Tiếng nổ vang lên và trên thân thể của trúc cơ Hải Tinh tộc này chia 5 x 7, trực tiếp nổ tung. Mà bên trong máu thịt tồn tại một chút sợi tơ giống như con sâu nhỏ màu bạc. Giờ phút này khối thịt bên trong vặn vẹo, rồi cũng theo tu sĩ Hải Tinh tộc tan vỡ mà héo rũ. Hứa Thanh nhìn lướt qua, thân thể nhoáng một cái đi thẳng đến vị trí tổ miếu nơi xa xa của Hải Tinh tộc. Chỗ đó cũng chính là địa phương bình thường tộc trưởng Hải Tinh tộc đã tọa luyện đan. Trên đường đến Lục Gia đã nói cho hắn biết hết thảy thông tin thu hoạch được khi luyện hồn. Bọn họ cũng đã phân công nhiệm vụ rõ ràng. Lục Gia muốn tìm lão tổ Hải Tinh tộc báo thù và đồng thời luyện hóa toàn bộ Hải Tinh tộc. Mà mục tiêu của Hứa Thanh là vị tộc trưởng kia, bởi vì chính đối phương đã truyền lệnh ám sát Bách Đại Sư. Cho nên giờ phút này, sau khi hạ xuống thì Hứa Thanh lập tức triển khai tốc độ kinh người. Trong cơ thể như có một tòa đại lục bị thiêu đốt, gào thét phi hành về phía tổ miếu Hải Tinh tộc. Một đường phi hành, theo hỏa diễm màu lam trên bầu trời hạ xuống. Những nơi hắn bay qua thì toàn bộ kiến trúc đều bị đốt cháy. Vô số tộc nhân Hải Tinh tộc ở bên trong ngọn lửa phát ra âm thanh kêu gào thê lương thảm thiết. Đại địa biến thành một mảnh rách nát. Dưới nhiệt độ của hỏa diễm màu lam thì dùng mắt thường cũng có thể thấy được mặt đất bị hòa tan. Rất nhiều khu đất trỏng xuất hiện hỏa diễm màu lam chồng chất. Hỏa diễm như muốn chui trong bùn đất, thấm vào càng sâu để luyện hóa. Còn có từng cổ con rối của ngọn núi thứ 6 mang theo ý chí của Lục Gia mà nhanh chóng giết chóc. Đệ tử của ngọn núi thứ 6 cũng là như vậy, chấp hành theo mệnh lệnh của Lục Gia. Toàn bộ Hải Tinh tộc biến thành một mảnh đại loạn, từng gốc cây san hô tan vỡ, từng mảnh đất sụp xuống. Lúc này, 5 tòa chủ thành đã có 3 tòa chìm đắm trong biển lửa màu lam, khói đặc cuồn cuộn bốc lên ở bốn phía. Hứa Thanh tăng nhanh tốc độ hơn nữa, lập tức tới gần một tên tu sĩ Hải Tinh tộc muốn ngăn cản hắn lao về phía trước. Tay phải giơ lên và Kim Mô Luyện Vạn Linh lập tức phát ra âm thanh và hút tới thân thể tên tu sĩ này, trong nháy mắt trực tiếp trở thành thi hài. Tốc độ Hứa Thanh không giảm, Kim Mô sau lưng bay theo, cái đuôi tràn ngập lửa khoác trên vai hắn. Bốn phía chung quanh Hứa Thanh còn xuất hiện rất nhiều khói đen vờn quanh. Trên không trung hình thành một gương mặt dữ tợn, bên trong là vô số tiểu hắc trùng. Còn có cái bóng ở dưới mặt đất cấp tốc lướt theo, cái sắc màu đen cũng đồng dạng như vậy. Từ xa nhìn lại, giờ các này Hứa Thanh giống như sát thần lâm thế. Những nơi hắn đi qua thì tất cả những thứ ngăn cản đều toàn bộ tử vong. Chương 489 lấy máu làm đường. Trên bầu trời, Lục Gia đang cười, chỉ là tiếng cười đó mang theo cảm giác vô cùng đau lòng và thê lương, mang theo bi thương khó tả, cũng mang theo cơn điên cuồng do áp lực nhiều năm đè nén. Mà vị lão tổ Hải Tinh tộc sau khi bị Lục Gia ra tay thì toàn thân cũng đã tan vỡ nhiều lần, tình cảnh vô cùng thê thảm. Mặc dù thần thông của lão tổ Hải Tinh tộc quỷ dị, sau khi thân thể liên tục tan vỡ, vậy mà vẫn có thể lại tái sinh ra cái mới. Nhưng cũng chính vì loại tái sinh này khiến cho Lục Gia càng giết càng điên cuồng hơn. Hiển nhiên kẻ thù càng thống khổ và càng kêu trên, vậy thì sát ý trong Lục Gia lại càng lớn hơn. Vì vậy, ở giữa không trung, Lục Gia gần như là tươi sống lột thịt lóc xương lão tổ Hải Tinh tộc. Rất nhiều máu thịt tung bay, lại bị hỏa diễm màu lam trực tiếp đốt cháy trở thành tro bụi. Nhưng vẫn không thể giải được mối hận trong lòng như cũ. Mà dưới mặt đất, đôi mắt Hứa Thanh cũng đã biến thành một màu đỏ thẫm như nhuộm đầy máu tươi. Hắn cũng đã giết đến điên cuồng. Từ khi đáp xuống mặt đất cho đến trên đường phi hành tới tổ miếu của Hải Tinh tộc, toàn bộ tộc nhân của Hải Tinh tộc gặp phải hắn đều không thoát khỏi cái chết. Lúc này Hứa Thanh giơ tay phải lên, một con dao găm do sát hỏa lập tức biến ra, hắn phóng ra một bước và trong giây lát liền đến trước mặt một tu sĩ Hải Tinh tộc, một dao hung ác cắt đứt cổ đối phương. Trong lúc đầu người bay lên, Hứa Thanh đã cất bước phóng đến trước mặt tu sĩ Hải Tinh tộc khác. Hắn dùng sức đâm dao găm vào ngực đối phương, một dao lại tiếp tục một dao, cuối cùng chợt vung tay lên. Dao găm bay ra, đâm thẳng vào trên cổ tên Hải Tinh tộc thứ 3 và lập tức xuyên đâm vào. Hứa Thanh bay đến một phát bắt được dao găm rồi toàn lực cắt đứt. Đầu người lập tức rớt xuống, mà trong thi thể ngã xuống, Hứa Thanh lần nữa thấy được một con sâu nhỏ như sợi tơ. Số lượng những con sâu nhỏ này rất nhiều, có những con quấn quýt với nhau, có con lại ở một mình, thoạt nhìn rất quỷ dị. Hầu như ở trong cơ thể của mỗi tên tu sĩ Hải Tinh tộc đều ẩn chứa loại sâu này. Hứa Thanh một đường giết tới đã thấy qua rất nhiều, thậm chí còn có mấy con sau khi hắn ra tay thì rõ ràng có ý đồ chui vào trong cơ thể của hắn. Nhưng thân thể của hắn cường hãn, những con sâu như sợi tơ này không cách nào chui vào, ngay khi chạm tới là bị hỏa diễm trong cơ thể Hứa Thanh khuếch tán ra đốt cháy. Nhưng sinh mệnh của những con sâu này rất ương ngạnh, hỏa diễm cũng chỉ khiến cho chúng co rút vòng vẹo chứ không cách nào lập tức đốt chết được. Cuối cùng dưới sự thôn phệ của Kim Ô mới có thể hoàn toàn giết chết được chúng đó. Đồng thời Hứa Thanh cũng đã nhìn ra những con sâu này ngoại trừ quỷ dị thì hình như còn có thể ảnh hưởng đến ý chí và linh hồn của những tu sĩ Hải Tinh tộc. Bởi vì mấy lần hắn nhìn thấy rõ ràng khi những con sâu này hiện lên ở trong mắt của những tu sĩ Hải Tinh tộc, mỗi một lần hiện lên đều khiến cho tu sĩ Hải Tinh tộc phát cuồng, không sợ sinh tử mà vọt tới phía hắn. Đồng thời dưới sát hỏa nuốt hồn, Hứa Thanh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lần nuốt hồn này không hề trọn vẹn, giống như là lời trước đó của đám tu sĩ Hải Tinh tộc này đã bị kẻ khác cắn nuốt không xa biệt lắm rồi. Về phần khí huyết bản nguyên cũng là như vậy, dưới Kim Mô Luyện Vạn Linh luyện hóa, tuy có thu hoạch nhưng cũng đều không nhiều, giống như toàn bộ Hải Tinh tộc, nhìn từ bề ngoài thì bình thường, nhưng trên thực tế thì bản chất bên trong đã bị thế lực nào đó thôn phệ mất 7-8 phần. Lục Gia nói đúng, trong Hải Tinh tộc này hoàn toàn có ẩn giấu những bí mật cực lớn. Hứa Thanh nghĩ tới lời Lục Gia nói, nhưng đối với hắn lúc này thì điều này không trọng yếu. Trên thân thể Hứa Thanh sáng ngời, Kim Mô sau lưng gào thét lao ra, lập tức bao phủ 6 tên tu sĩ Hải Tinh tộc đang đánh tới phía trước hắn, rồi lập tức thôn phệ. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông trong quái sắc màu đen cũng xuyên qua trên người một tên tu sĩ phía xa. Mỗi một lần xuyên thấu thì lão đều tràn ra lực lượng lôi đình, tận diệt sinh cơ đối phương. Mà cái bóng cũng tương tự như vậy, trong phạm vi bao trùm của nó, bên trong cái bóng của đông đảo tu sĩ Hải Tinh tộc đều có một con mắt mở ra sau đó điên cuồng thôn phệ. Mặc dù nhiều khi không đợi nó thôn phệ xong, đối phương đã bị Hứa Thanh và lão tổ Kim Cương Tông giết chết, nhưng nó cũng không bỏ cuộc, nó vẫn có thể thành công khống chế được vài người. Thường thường vào thời điểm này chính là khoảng thời gian cái bóng tỏa ra ánh sáng, nó khống chế thân thể của đối phương rồi đột nhiên lao ra, sau đó ngửa mặt lên trên trời cười to. Tiếp đến liền trực tiếp nhảy vào bên trong tộc quần Hải Tinh tộc để tự bạo. Nhưng những thứ này đều không phải là ngọn thương giết chóc sắc bén nhất của Hứa Thanh. Thứ chân chính để cho đội trưởng đi theo đằng sau cũng phải kinh hãi là những màn khói đen ở bốn phía chung quanh Hứa Thanh. Những màn khói đen này do một đám tiêu hắc trùng tạo thành, bọn chúng khuếch tán ra bốn phía quanh Hứa Thanh, những nơi đi qua đều bị càn quét sạch sẽ. Đánh đầu thắng đó, không có gì không ăn, bất kể là cây san hô hay là tu sĩ Hải Tinh tộc, hễ là bị chúng nó chui vào đều sẽ bị chúng nó điên cuồng cắn xé thôn phệ. Đủ loại tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng, đồng thời ngay cả những con sâu như sợi tơ cũng đều là thức ăn của đám tiểu hắc trùng. Nhưng rõ ràng tiểu hắc trùng cũng không hề thuận lợi thôn phệ đám sâu này, thường thường cần đại lượng tiểu trùng dũng mãnh lao tới mới có thể trấn áp được con sâu như sợi tơ. Nhưng vô luận như thế nào, tích sức trong lòng Hứa Thanh cũng đã hoàn toàn phóng thích ở trên chiến trường này. Lúc này hắn đi một đường về phía trước, suốt một đường giết chóc, đến cuối cùng khi Hứa Thanh đi đến tổ miếu Hải Tinh tộc, toàn thân hắn đều là máu tươi và sau lưng là vô số thi hài. Ngoài tổ miếu có 4 thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Lúc này 4 thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tràn ngập gân xanh. Bọn họ cũng là tộc dân Hải Tinh tộc, nhưng cũng có chút khác biệt. Đầu tiên là khí tức 4 vị này đều đã vượt qua tu sĩ 3 đoàn mệnh hỏa, nhưng cũng không đạt tới trình độ 4 đoàn mệnh hỏa. Tiếp theo là đám gân xanh trên mặt của bọn họ, hình như những sợi gân xanh này đang ngọ ngoại, giống như bên trong có những con sâu vừa thô vừa to đang chạy quanh toàn thân, cho nên mới tạo thành một đầu tràn đầy gân xanh như vậy. Chương 490 lấy máu làm đường. Mà ngay khi bọn họ nhìn thấy Hứa Thanh thì Hứa Thanh cũng nhìn thấy phía sau lưng của 4 vị tu sĩ này. Trong cửa lớn của tổ miếu có một tu sĩ trung niên đang khoanh chân ngồi trước một lò đan, toàn lực tập trung luyện đan. Tu sĩ trung niên này mặc một trường bào màu xanh, phía trên theo tơ vàng hình thành một hình vẽ phức tạp, lộ ra một cổ khí chất cao quý. Đồng thời trên đầu của gã còn đội một thứ như là đế quan, trên người không ngừng tản ra tu vi kim đan, đồng thời trên mi tâm còn có một ấn ký hải tinh. Từ xa nhìn lại thì thần sắc của gã tu sĩ trung niên này cho người ta một cảm giác không giận mà uy. Lúc này mặc dù là bên ngoài đang giết chóc ngập trời, tộc quần gặp phải hạo kiếp sinh tử, nhưng gã vẫn bất vi sở động, vẫn nhắm mắt khoanh chân như trước, đang không ngừng thúc giục luyện hóa lò đan. Dường như đối với gã mà nói, cho dù toàn bộ tộc quần không có cũng không có gì to tát, chỉ cần đan dược trong lò đan này được luyện ra là được. Gã chính là tộc trưởng Hải Tinh Tộc, cũng chính là con nối dõi của lão tổ Hải Tinh Tộc đang thi thảm vô cùng ở giữa không trung. Hầu như ngay khi Hứa Thanh chú ý đến trên người tộc trưởng Hải Tinh Tộc, sát ý cũng lập tức tràn ngập trong lòng hắn. Bốn tên tu sĩ Hải Tinh Tộc ở bên ngoài tổ miếu cũng lập tức nhao nhao đứng lên. Trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ lạnh lùng, giống như không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, mà trong con mắt còn có từng đạo ánh sáng trắng kích thích như những chiếc đũa chạy qua. Sau đó bốn người khẽ động, gào thét lao về phía Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, bọn họ đều mở ra huyền diệu thái và thể hiện ra toàn bộ chiến lực của ba đoàn mệnh hỏa, từ bốn phương tám hướng ập thẳng đến Hứa Thanh. Một khắc khi tới gần thì phía sau lưng bọn họ đều có bướu thịt thật lớn nổi lên, hóa thành bộ dáng hải tinh, giống như dùng để kích thích thân thể, khiến cho trong miệng bốn tên này đồng loạt gầm nhẹ, mỗi tên đánh ra một quyền về phía Hứa Thanh. Một quyền này khi đánh ra thì bốn phía lập tức trở nên vặn vẹo, uy lực cực kỳ cuồng bạo, khi thế giống như có thể đánh đâu thắng đó. Hứa Thanh không hề né tránh, hắn đứng tại chỗ nhắm nghiền hai mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, kim mô phía sau lưng bỗng phát ra một tiếng hí, rồi cúi đầu bao phủ trên người Hứa Thanh. Long vũ màu đen hóa thành kiện đế bào màu đen, đuôi phượng bốc lửa trở thành áo choàng, đầu phượng nhô lên tựa như đội đế quan cho Hứa Thanh. Một tiếng chim kêu cuồng bạo phối hợp với khí thế bá đạo, khiến cho vào thời khắc này Hứa Thanh tựa như một thiếu niên thần hoàng. Ánh mắt cũng từ trong khép kín bỗng nhiên mở ra, âm thanh nổ vang bỗng nhiên bộc phát. Toàn bộ thân thể của bốn tên tộc nhân Hải Tinh Tộc ở chung quanh lập tức chấn động mãnh liệt. Một quyền phối hợp từ bốn phía đánh vào Hứa Thanh của bọn họ, căn bản là không khiến Kim Mô Luyện Vạn Linh trung chuyển chút nào. Lúc này thậm chí còn bị cắn trả, khiến toàn bộ phải lui lại. Nhưng đã chậm, khi Hứa Thanh mở mắt ra thì hắn trực tiếp bước ra một bước, đến trước mặt một người, tay phải giơ lên, bỏ qua huyền diệu thái của đối phương, một phát túm được cổ của đối phương rồi hung hăng siết chặt. Một tiếng rạch rạch thì xương cốt lập tức vỡ vụn, que sắt màu đen cũng gào thét, rồi điên cuồng xuyên thấu qua thân thể người này, xuyên qua xuyên lại thấy cả chục lần. Sau một khắc, Hứa Thanh buông tay, áo choàng đuôi lửa phía sau chợt hất lên, cả người hóa thành một đạo cầu vòng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tu sĩ Hải Tinh Tộc thứ hai đang cấp tốc quay ngược lại, một đầu đập tới. Oanh một tiếng, tên tu sĩ Hải Tinh Tộc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Gã vẫn muốn rút lui, nhưng tốc độ của Hứa Thanh nhanh hơn, mà lần nữa đập đầu tới. Một tiếng thịt vang lên, thế là đầu của tên tu sĩ Hải Tinh Tộc thứ hai liền lập tức nổ tung. Vẫn không kết thúc, giờ phút này có rất nhiều con sao nhỏ màu đen hình thành sương mù đã tràn ngập tới trên người tên tu sĩ Hải Tinh Tộc thứ ba đang quay ngược lại. Bọn chúng cấp tốc chui vào bắt đầu thôn về máu thịt trong cơ thể đối phương. Trong lúc tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, Hứa Thanh đã đi đến trước mặt tên tu sĩ Hải Tinh Tộc ở cuối cùng. Trong sự hoảng sợ và kinh hoàng của đối phương, kim mô trên thân thể Hứa Thanh chợt lao ra, mảng lớn sát hỏa ầm ầm bộc phát, bao phủ tên tu sĩ này vào bên trong, tươi sống đốt cháy. Tất cả những điều này đều phát sinh trong khoảnh khắc, chớp mắt thì bốn tên tu sĩ trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa của Hải Tinh Tộc tử vong, khí huyết của bọn họ bay lên và linh hồn của bọn họ tản ra. Huyết nhục của bọn họ bị cắn đuốt, nhưng đáng tiếc bọn họ giống như một khối thịt bị ướp lạnh nhiều năm, lại bị niêm phong nên không hề còn chất dinh dưỡng và không có ý vị, còn không bằng cả gân gà. Hứa Thanh phất phất tay, tất cả thi hài bốn phía lập tức tiêu tán trở thành tro bụi bay đi, có một chút bị gió thổi tới trước mặt rồi bay qua tầm mắt của hắn, nhưng không cách nào thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Lúc này, ánh mắt của hắn đã gắt gao khóa chặt vào vị trí bên cạnh lò đan trong tổ miếu, cũng chính là vị tộc trưởng của Hải Tinh Tộc đang luyện đan kia. Cùng lúc đó, thân ảnh đội trưởng từ sau lưng Hứa Thanh đi tới, đứng ở bên cạnh của hắn, cầm trong tay một quả táo chẳng biết tại sao lại biến thành màu đen, vừa ăn vừa nhìn vị tộc trưởng kia. "Oa, tiểu sư đệ ơi, ngươi nhìn kia kìa, người này đã giống như đã chết rồi vậy." Đội trưởng cười mở miệng, và trong nháy mắt khi y mở miệng thì vị tộc trưởng Hải Tinh Tộc bên cạnh lò đan chợt mở mắt ra, một đạo thần quang như tia chớp từ trong mắt hắn bắn ra bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, một cổ cảm giác áp bách cực lớn tựa như gió bão dập vào mặt, nhưng sau một khắc thì sợi dây chuyền treo trên cổ hắn lóe lên, luồng uy áp này lập tức tiêu tán. Đội trưởng bên cạnh cũng lui lại mấy bước, và trong đôi mắt có phù văn lập lè, thần sắc mang theo một tia điên cuồng mà liếm liếm bờ môi, trong kẽ răng chính một chút thịt quả màu đen. "Hứa Thanh, chúng ta đồng loạt ra tay giết gã nhé, thế nào?" Hứa Thanh gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời lao ra, phi thẳng đến tộc trưởng Hải Tinh Tộc vừa mở mắt bên trong tổ miếu. Lúc này trong mắt vị tu sĩ kim đan lộ ra một tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên nở nụ cười. "Ha ha, có chút ý tứ, không nghĩ đến cái địa phương nhỏ này, vậy mà còn có thể thấy loại tiểu tử gặp phải kim đan nhưng vẫn còn dám xung phong liều chết lao đến. Thời gian vẫn còn dư dả, vậy thì ta liền vui đùa với các ngươi một chút vậy. Chương 491 Băng hỏa song sát. Khoảnh khắc đội trưởng và Hứa Thanh vọt tới, lời nói của tên tộc trưởng Hải Tinh tộc cũng liền vang vọng bốn phương. Sau đó gã liền đứng lên đi về phía trước một bước. Bước chân vừa rơi xuống đất, thân thể của gã lập tức xuất hiện những hình ảnh trùng lập, tựa như có hai luồng linh hồn hư ảo từ trong người phóng ra bên trái và bên phải. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể tên tộc trưởng Hải Tinh tộc liền trực tiếp từ một hóa thành hai, biến thành hai thân hình giống nhau như đúc, chia ra hai phía phóng tới đội trưởng và Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, một thân hình trong nháy mắt liền tới gần Hứa Thanh, ngón trỏ tay phải giơ lên chỉ về phía mi tâm Hứa Thanh, trực tiếp đâm tới. Khóe miệng còn lộ ra nụ cười trào phúng, theo ngón tay hạ xuống thì có một cỗ uy áp ngập trời lập tức ầm ầm bộc phát tới, còn có lực lượng kim đan trấn áp pháp phương tràn từ trên người khiến cho thân thể của Hứa Thanh lập tức chấn động, mệnh hỏa trong cơ thể giống như bị một trận cuồng phong thổi đến, lắc lư kịch liệt gần như muốn bị dập tắt. Mà đúng vào lúc này, lão tổ Kim Cương Tông biến thành quái sắc màu đen, lập tức gào thét lao tới gần, muốn ngăn cản nhưng bị tộc trưởng Hải Tinh tộc hất một cái vào trên quái sắc. Quái sắc màu đen lập tức rung động lắc lư rồi nhanh chóng bay ngược lại, thậm chí ở bên trên thân cũng xuất hiện một chút khe hở. Sau đó tộc trưởng Hải Tinh tộc giơ chân phải lên, hung hăng đạp mạnh về phía mặt đất. Đại địa nổ tung, cái bóng xuất hiện ở dưới chân của tộc trưởng Hải Tinh tộc lập tức tán loạn. Chỉ vậy? Tộc trưởng Hải Tinh tộc lắc đầu rồi đưa ngón trỏ chỉ về phía mi tâm Hứa Thanh, mắt thấy sẽ lập tức hạ tới, nhưng vào lúc này Kim Mô sau lưng Hứa Thanh trong nháy mắt liền biến ảo ra thân ảnh, hung hăng hút một hơi về phía gã. Thân thể tộc trưởng Hải Tinh tộc hơi dừng lại, có chút mơ hồ nhưng vẫn đặt ngón trỏ vào mi tâm của Hứa Thanh như cũ, chỉ là ngay một khắc muốn nhấn tới thì Kim Mô hỏa diễm liền hung hăng quét đến. Trong mắt Hứa Thanh cũng tràn đầy điên cuồng, không chút né tránh mà lấy đầu của mình trực tiếp hút về phía ngón tay của đối phương. Oanh một tiếng, Kim Mô có chút uể oải nhưng cũng cưỡng ép hút ra được một tia khí huyết, mà cái trán của Hứa Thanh cũng toàn lực đập vào ngón tay của tên tộc trưởng Hải Tinh tộc. Rạc rạc một tiếng, trong mắt tộc trưởng Hải Tinh tộc lộ ra một tia ánh sáng kỳ dị, ngón tay của gã trực tiếp bị gãy, mà thân thể Hứa Thanh cũng vang lên một tiếng nổ, bị lực lượng rất lớn hất tung ra xa. Lớp phòng hộ bên ngoài đến từ sự dây chuyền khiến cho hắn không bất kỳ thương thế nào, duy chỉ có khí huyết trong cơ thể là bị ảnh hưởng chấn động cuồng trào. Nhưng rất nhanh, hắn liền quay người điều khiển thân thể rơi xuống đất, rồi ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm tộc trưởng Hải Tinh tộc. Giờ phút này, vẻ kỳ dị trên mặt của tên tộc trưởng Hải Tinh tộc đã đổi thành kinh ngạc. Mà bên chỗ đội trưởng lúc này cũng đang đối mặt với một cổ thân hình khác của tộc trưởng Hải Tinh tộc, giống như bên Hứa Thanh. Đối phương vừa đến liền giơ ngón tay lên là đâm thẳng về phía mi tâm, nhưng phương pháp giải quyết của đội trưởng lại không hề giống với Hứa Thanh. Y lập tức cởi bỏ từng đạo phù văn phong ấn ở trong mắt, khi thế toàn thân không ngừng bộc phát. Giống như Hứa Thanh, đội trưởng cũng không hề né tránh mà cũng lựa chọn không lùi mà tiến. Nhưng đội trưởng lại không dùng đầu của mình để đập tới ngón tay của tộc trưởng Hải Tinh tộc, mà mở cái miệng rộng của mình ra, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng vô tận, hung hăng cắn tới ngón tay của đối phương. Tất cả nói ra thì chậm chạp, nhưng trên thực tế thì hai việc này đều đồng bộ phát sinh. Hai thân hình do tên tộc trưởng Hải Tinh tộc phân hóa ra, cùng một thời điểm ra tay đối phó với Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trong nháy mắt tiếp theo, ngón tay của tên tộc trưởng Hải Tinh tộc này đã bị đội trưởng cắn trúng. Két một tiếng, mặc dù đội trưởng không hề cắn đứt được ngón tay của đối phương, nhưng cũng cắn cho da thịt nát ra, khiến cho máu tươi chảy xuống. Mà hàm răng của đội trưởng cũng vỡ ra mấy cái, y lập tức rút lui ra sau, nhưng vẻ điên cuồng trong mắt vẫn còn như cũ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy ra một mặt tấm thuẫn ngăn cản lực lượng đến từ kim đan, lại bị đánh bay ra ngoài thật xa. Thú vị! Hai thân hình tộc trưởng Hải Tinh tộc cùng lúc cúi đầu xuống nhìn ngón tay của mình, sau đó hai thân hình lập tức dung hợp vào một chỗ lại hóa thành nhất thể, sau đó thương thế trên ngón tay kia cũng khôi phục trong nháy mắt. Vào thời khắc này, tu vi kim đan trên người của gã toàn bộ bộc phát ra, đôi mắt Hứa Thanh trở nên đau đớn và toàn thân cũng đang chấn động. Hắn có một loại cảm giác như mình tựa như đang đối mặt với một mặt trời vậy, nhưng trong mắt của hắn vẫn bốc lên sát ý nồng đậm như cũ. Đội trưởng bên đó cũng tương tự như vậy, tuy thiếu mất mấy cái răng nhưng hình như dạng này càng tiện cho y duỗi đầu lưỡi ra để liếm môi hơn. Thậm chí y còn có tập tư nhếch miệng về phía Hứa Thanh cười một cái, lộ ra biểu cảm đắc ý. Mà một khắc sau, tên tộc trưởng Hải Tinh tộc liền hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước đi thẳng đến vị trí đội trưởng. Nhưng ngay khi gã đi tới chưa ba bước thì sắc mặt bỗng nhiên đột biến. Trên ngón tay đã hoàn toàn khép lại vết thương, thình lình xuất hiện máu ứ màu đen, dường như trong đó ẩn chứa rất nhiều độc tố đang lan tràn khắp toàn tàn thân gã. Hiện giờ nếu như có người có thể nhìn thấy xuyên thấu thân thể của tên tộc trưởng Hải Tinh tộc này, sẽ có thể thấy trong cơ thể kia tồn tại rất nhiều tiểu hắc trùng. Chúng nó đang điên cuồng thực hiện quá trình cắn xé, thôn phệ và phát triển trong cơ thể của tên tộc trưởng Hải Thi tộc. Trong lúc cắn xé còn tràn ra rất nhiều dị chất và độc tố cực mạnh. Đây chính là thành quả phối hợp giữa Hứa Thanh cùng đội trưởng. Hứa Thanh rất rõ ràng thói quen xuất thủ của đội trưởng, dẫu sao pho tượng trong Hải Thi tộc cũng do đội trưởng gặm cắn. Mà còn Dương Ngư tu vi kim đan tới Thất Huyết Đồng, đội trưởng cũng dám cắn. Cho nên khi đội trưởng ăn táo thì Hứa Thanh đã điều khiển hắc trùng xâm nhập vào sẵn. Mà đội trưởng cũng phát hiện, chỉ là không để ý mặc kệ những con tiểu hắc trùng giấu ở trong kẽ răng của mình. Vừa rồi y hung hăng cắn nát da thịt đối phương một cái, đám tiểu hắc trùng liền thuận lợi chui vào trong cơ thể đối phương. Giờ phút này, trong nháy mắt tên tộc trưởng Hải Tinh tộc đang biến sắc, đội trưởng nhe răng cười và vẻ điên cuồng trong mắt dâng lên cực cao, rồi trực tiếp liền vọt tới phía đối phương. Hứa Thanh cũng tương tự như thế. Trong khi lao ra thì cái bóng dưới chân Hứa Thanh liền khuếch tán bao phủ bốn phương tạo thành một vực, đồng thời toàn bộ lôi phù trên que sắt màu đen cũng đều bộc phát. Kim mô sau lưng Hứa Thanh cũng gào thét và lần nữa nhập vào hắn. Mệnh đăng và mệnh hỏa trong cơ thể cũng được hoàn toàn lực phóng thích. Vào thời khắc này, lực lượng thân thể đã được Hứa Thanh vận chuyển đến mức cực hạn, tốc độ cũng giống như thế, toàn lực đánh một quyền về phía tên tộc trưởng Hải Tinh tộc. Chương 492: Băng hỏa song sát. Một quyền này đã được Hứa Thanh sử dụng toàn bộ lực lượng của mình để đánh ra. Đó là tập hợp mệnh hỏa và mệnh đăng, tập hợp lực lượng của kim ô, còn tập hợp 60 cái pháp khiếu trong cơ thể hơn. Tất cả mọi thứ đều hội tụ vào một quyền này. Nháy mắt khi một quyền này được đánh ra thì bốn phía lập tức nhấc lên từng trận phong bạo, sau đó liền hóa thành biển lửa bốc cháy ngập trời. Đó là lửa của kim ô, cũng là lửa của mệnh đăng, còn có pháp lực mệnh hỏa cùng với lửa giận trong người. Mà đội trưởng cũng bộc phát cùng lúc, từng đạo phong ấn trong mắt được cởi bỏ, dần dần nhiệt độ xung quanh y hạ thấp tới mức không cách nào hình dung, mặt đất bị đóng băng và không gian bốn phía cũng xuất hiện những bông tuyết. Từng bông tuyết truyền ra nhiệt độ băng hàn kinh người, cái lạnh này thậm chí đã vượt qua quỷ dị rất nhiều, chẳng những mặt đất bị đóng băng mà ngay cả ý chí của người ta cũng có thể bị đóng băng. Vào thời khắc này, thậm chí cả bầu trời cũng xuất hiện dấu hiệu biến hóa, một luồng khí lạnh vô tận trừ trên người đội trưởng tản ra, cùng với nhiệt độ cực nóng từ bên người Hứa Thanh thì cả hai tạo thành một màn so sánh vô cùng rõ ràng. Một lửa một băng từ hai phương hướng lập tức lao thẳng đến tộc trưởng Hải Tinh tộc đang xử lý tiểu hắc trùng. Trong chớp mắt liền tới gần, vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng càng đậm. Trên ngực vậy mà vươn ra một cánh tay rất quỷ dị. Đó là một cánh tay màu lam bằng băng, thoạt nhìn không giống như là tay của nhân tộc. Ở bên trên mọc đầy gai xương sắc bén, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời khi bàn tay này mở ra, vậy mà trong lòng bàn tay thình lình có một khuôn mặt. Khuôn mặt kia chính là đội trưởng, chỉ là khuôn mặt này đang nhắm hai mắt tựa như đang ngủ say. Khi cánh tay này xuất hiện cũng khiến cho ánh mắt của tên tộc trưởng Hải Tinh tộc cũng phải co rụt lại, muốn né tránh, nhưng những con tiểu trùng màu đen trong cơ thể vào lúc này bỗng nhiên cuồng bộc phát. Từng con tự bạo khiến cho dị chất và độc tố càng thêm nồng đậm, làm cho thân thể đang muốn né tránh của tộc trưởng Hải Tinh tộc không khỏi dừng lại. Ngay khi tới gần thì cánh tay trước ngực đội trưởng duỗi ra, đặt ở trên trán tên tộc trưởng Hải Tinh tộc này. Oanh một tiếng, vô tận băng hàn hoàn toàn bộc phát, tiếng ken két vang lên và thân thể tộc trưởng Hải Tinh tộc liền trực tiếp đóng băng. Mà trong chớp mắt này, một kích toàn lực giấy lên biển lửa vô tận của Hứa Thanh cũng bỗng nhiên bao phủ đến, thậm chí bắt lấy cơ hội này mà trực tiếp lấy ra bốn chữ lão tổ ban cho, trong miệng gầm nhẹ: hỏa. Trong thời gian ngắn, mũi đám lửa hình thành chữ hỏa, hơi mơ hồ một chút hóa thành một mảnh lửa lục sắc, mang theo một cổ uy áp vô thượng, bay thẳng đến tên tộc trưởng Hải Tinh tộc. Trong mắt Hứa Thanh tràn ngập sát cơ, lực lượng hỏa diễm toàn thân hội tụ vào trên nắm đấm, ầm ầm đánh tới thân thể đang bị đóng băng của tộc trưởng Hải Tinh tộc. Một quyền hạ xuống và thân thể tộc trưởng Hải Tinh tộc lập tức xuất hiện những khe hở, bị ngọn lửa vây quanh, nhất là lửa đến từ lão tổ có uy lực quá lớn. Theo ngọn lửa bao phủ thì âm thanh đốt cháy truyền khắp bốn phương. Dưới ngọn lửa này thì dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể tên tộc trưởng Hải Tinh tộc đang bị đốt cháy và dần tiêu tán. Nhưng càng quỷ dị là trong mắt của đối phương rõ ràng không hề lộ ra chút hoảng sợ nào, mà chỉ hiện ra vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Thế mà còn cả chữ của đại năng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể tên tộc trưởng của Hải Tinh tộc vang lên một tiếng nổ, cả người nổ tung tán loạn. Nhưng ngay khi thân thể của gã tái diệt thì có một cánh tay tựa như xúc tu trực tiếp duỗi ra từ trong thân hình vừa vỡ tan kia, hung hăng đập về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Sức mạnh của chiếc xúc tu khiến cho hư không sụp đổ, như gương mặt vỡ vụn. Uy áp đáng sợ từ bên trên khiến cho thần hồn cũng phải rung rẩy. Toàn thân Hứa Thanh và đội trưởng lập tức chấn động, không thể điều khiển mà tự động bị cuốn ngược lại. Nguy cơ ngay trước mắt, Hứa Thanh kéo đội trưởng đến bên cạnh mình, lấy sợi dây chuyền Lục Gia cho để che chở ngăn cản cổ lực lượng cuồng bạo trùng kích. Hai người rút lui hơn 100 trượng và riêng mình phun ra máu tươi. Lục phủ ngũ tạng kịch liệt đau nhức, đồng thời cũng đều nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về chỗ xuất hiện xúc tu. Chỗ đó theo bụi đất tiêu tán, mơ hồ lộ ra một thân ảnh đang từng bước đi ra. Từng cái xúc tu màu bạc vung vẩy ở bốn phía, thỉnh thoảng có mấy cái nhô ra khỏi đám bụi bặm để lộ ra hình dáng rõ ràng. Có thể thấy căn bản đó không phải là xúc tu gì cả, mà là từng con côn trùng vừa thô vừa to, trên miệng còn lộ ra hàm răng sắc bén, phát ra tiếng thét gào và dữ tợn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Mà rất nhanh, đạo thân ảnh từ trong đám bụi đất cũng hoàn toàn đi ra, chiếu vào trong mắt của Hứa Thanh cùng đội trưởng. Đây là một tên dị tộc có thân thể cao trọn vẹn hơn một trượng, toàn thân màu bạc, đầu hình tam giác và con mắt là hai cái đồng tử. Trong miệng còn có đầu lưỡi thật dài, toàn thân trên dưới đầy những con côn trùng đang ngoe ngoẩy. Mà theo kẻ này xuất hiện thì một cỗ chấn động vô cùng kinh khủng khiến cho Hứa Thanh và đội trưởng đều phải kinh tâm động phách. Từ trên thân người của tên dị tộc này giống như có thần năng nồng đậm tản ra, khiến cho tất cả không gian bốn phía cũng vặn vẹo. Đây không phải là chấn động của kim đan, mà là của tu sĩ Nguyên Anh. Theo tên dị tộc kia bộc phát thì thiên địa lập tức biến sắc, phong vân thổi ngược lại. Hứa Thanh và đội trưởng lần nữa rút lui. Không ngờ ở cái địa phương nhỏ như vậy mà có thể nhìn thấy hai tiểu gia hỏa không tệ. Một người phong ấn quỷ dị tứ giai ở bên trong thân thể, một người có công pháp hoàng cấp và thần thông kỳ dị, đồng thời còn có chữ do đại năng lưu lại. Chỉ hơi tiếc là thân thể không bằng cái tên phong ấn vật quỷ dị. Giọng nói âm lãnh và quái dị từ trong miệng tên dị tộc chậm rãi truyền ra. Hứa Thanh nghe đến đó, ánh mắt ngưng tụ nhưng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên đối phương chỉ nhìn ra một bộ phận của mình, chứ không hề nhìn ra mệnh đăng của hắn, cũng không nhìn được ra cái bóng, càng không cảm nhận được thủy tinh màu tím. Mà lúc này đội trưởng ở bên cạnh hình như cũng nhẹ nhàng thở ra, hình như có cùng một ý nghĩ với Hứa Thanh. Sau đó cả hai người đều lập tức phát hiện và cảm nhận được bộ dạng của đồng bạn, hình như cũng vừa nhẹ nhàng thở ra, đều nhìn nhau một cái. Chương 493, Bạch Lệ, Trúc Chiếu. Đây là tộc gì? Hứa Thanh không chần chờ chút nào, trong lúc thở dốc liền nhanh chóng rút lui và mở miệng hỏi đội trưởng. Thế giới giọng cổ quá lớn, vạn tộc như rừng, tộc quần đông đảo, hình như đây là một loại trong tuyến trùng độc. Ta mơ hồ nhớ mình đã từng gặp tộc này trên một tập hồ sơ bí ẩn trong tình báo ti. Người đợi ta suy nghĩ, nhớ kỹ lại chút. Thần sắc đội trưởng có chút mê hoặc, nhưng cũng cất bước bỏ chạy rất nhanh. Mắt thấy Hứa Thanh và đội trưởng bỏ chạy, tên dị tộc hiện ra từ trong cơ thể tộc trưởng Hải Tinh tộc, nhếch miệng cười một cái, thân thể chợt nhoáng. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống và đôi mắt đội trưởng co rút lại. Lấy tốc độ của bọn họ khó mà có thể bỏ chạy trước mặt của tu sĩ Nguyên Anh. Hứa Thanh chỉ cảm thấy mắt hoa lên, rồi trong chốc lát liền có tiếng nổ vang truyền đến. Thần năng đập thẳng vào mặt, lực lượng mạnh mẽ không thể chống đỡ ập tới khiến toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, lập tức phun ra máu tươi. Đội trưởng ở bên cạnh cũng tương tự như thế. Nhưng mượn nhờ sự che chở từ sợi dây chuyền Lục Gia đưa cho Hứa Thanh, tuy bọn họ bị thần năng đánh tới, thân thể cũng bay ra hơn ngoài trăm trượng, nhưng không có ảnh hưởng đến sinh mệnh. Chỉ là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể giống như tê liệt và cuộn trào. Nếu như đối phương ra tay liên tục thì sợ là sự che chở của sợi dây chuyền cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Mắt thấy thân ảnh dị tộc kia lại cất bước đi đến. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng nổ, một mảnh hỏa diễm màu lam đột nhiên hạ xuống, ngăn cản trước người của tên dị tộc kia. Giờ phút này bầu trời nổ vang và đại địa cuộn trào, từng mảnh biển lửa từ trên bầu trời hạ xuống đốt cháy toàn bộ Hải Tinh tộc, mà tộc nhân Hải Tinh tộc trên hòn đảo lập tức tử vong rất nhiều. Nhưng bất luận một cổ thi thể nào tử vong thì bên trong thi thể đều có một vài con sâu nhỏ như sợi tơ chui ra. Một màn quỷ dị này đã sớm dẫn tới sự chú ý của những đệ tử ngọn núi thứ 6, cũng dẫn tới sự chú ý của Lục Gia. Mà một màn biến hóa lúc trước của tộc trưởng Hải Tinh tộc ở chỗ Hứa Thanh tự nhiên cũng bị Lục Gia nhìn thấy, cho nên vào lúc này Lục Gia lập tức tác ra một cái trấn áp lão tổ Hải Tinh tộc, rồi sau đó liền bấm niệm pháp quyết ra tay, khiến cho biển lửa màu lam phủ xuống ngăn cản tên dị tộc kia. Kẻ này là người Thiết Tuyến tộc. Trong khi cản trở đối phương, Lục Gia trên bầu trời cũng cấp tốc bay đến, giọng nói tới trước thân ảnh vang vọng bốn phương. Đội trưởng nghe thấy ba chữ kia thì thần sắc lập tức khẽ động, nhanh chóng hạ giọng mở miệng. Hứa Thanh, ta nhớ ra rồi. Tên dị tộc kia vốn là muốn hành hạ hai người Hứa Thanh đến chết, nhưng sau khi nghe giọng nói này liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên cười một cái. Quả thật có chút coi thường tông môn ở nơi này rồi, nhưng mà chỉ có một tên Nguyên Anh như ngươi mà cũng xứng tới đây quấy rầy ta tu hành. Tên dị tộc này nói xong liền giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay lên bầu trời. Phong vân lập tức biến sắc, bầu trời truyền đến từng trận sóng, thanh thế vô cùng to lớn, âm thanh ầm ầm tựa như thần linh gào thét vang lên truyền khắp bốn phương. Trong một cái chớp mắt có ba khe hở, trận pháp thật lớn đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Từng khe hở của ba trận pháp này đều to lớn hơn ngàn trượng, từ bên trong tràn ra uy áp vô cùng mênh mông, đồng thời còn có lực lượng truyền tống kinh người đang bộc phát ra từ bên trong. Từng đạo thân ảnh thình lình bay ra từ bên trong ba trận pháp truyền tống trận này. Trong truyền tống trận thứ nhất, một đám tu sĩ dị tộc phía sau mọc cánh xuất hiện, toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn tựa như những con ô nha. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức tạo ra thanh thế cực lớn, đằng đằng sát khí, nhất là tên đứng đầu tiên, ánh mắt giống như điện, toàn thân còn tản mát ra chấn động tu vi Nguyên Anh vô cùng kinh khủng. Vẫn chưa kết thúc, tòa truyền tống trận thứ hai cũng lập tức vang lên tiếng động, lập tức có rất nhiều thân ảnh từ trong bay ra. Bọn họ đều là thân người vòi voi, thân thể mỗi tên đều cao lớn vô cùng, trên người còn tản mát ra lực lượng khí huyết nồng đậm. Người dẫn đầu là một đại hán cũng tỏa ra chấn động tu vi Nguyên Anh, vẻ mặt dữ tợn vô cùng hung tàn, khiến cho người ta giống như là cây cỏ, vừa gặp gió là đổ rạp xuống. Mà tòa truyền tống trận thứ ba cũng là như thế, lúc này cũng phát ra âm thanh oanh oanh chuyển động, phía trước lập tức bay ra vô số thân ảnh, bộ dáng của những thân ảnh này càng thêm quái dị, tựa như từng đám tảo biển mọc ra mắt tam giác, sau khi xuất hiện thì từng thân ảnh lay động làm phong bạo lập tức dấy lên, khi thế tựa như có thể phá núi, vô cùng kinh người. Bên trong cũng tương tự có chấn động tu vi Nguyên Anh tràn ra, ba cái tộc quần này vừa xuất hiện, con người đội trưởng bên cạnh Hứa Thanh chợt co rút lại. Lục Dực Mặt Nha Tộc, Đại Lực Tượng Vân Tộc và còn có Xà Thảo Yêu Thực Tộc. Ba cái tộc quần này đều không phải là đại tộc, quy mô tương đối giống với Hải Tinh Tộc. Trong đó, Lục Dược Mặt Nha Tộc cũng là minh hữu của Thất Huyết Đồng, hai tộc khác thì đều là trung lập. Theo đội trưởng mở miệng, ba tộc quần vừa đến không nói hai lời, một khắc vừa xuất hiện liền lao thẳng đến phía Lục Gia. Toàn bộ tộc quần cũng hướng về thân của ngọn núi thứ 6 ầm ầm đánh tới. Tất cả giống như đều không sợ chết, muốn dùng tính mạng của mình để trung chuyển cả tòa núi phía trước. Nếu như cẩn thận nhìn tới, có thể nhìn thấy trong mắt của bọn họ rõ ràng có vài con sâu nhỏ như sợi chỉ thoáng chạy qua. Ba tộc quần này là thêm cả Hải Tinh Tộc, trong lúc bất thình lình thì toàn bộ đã đều bị khống chế. Mắt thấy thân ảnh Lục Gia bị ngăn cản, bầu trời cũng đổi sắc, Hứa Thanh lần nữa chạy nhanh và đội trưởng cũng dùng tốc độ cao nhất để rời khỏi nơi này. Nếu đối phương là Kim Đan sơ kỳ thì bọn họ còn có thể dám liều mạng, nhưng đối phương là Nguyên Anh, đây không phải là đối thủ bọn họ có thể chống đỡ. Dù có chữ của lão tổ, nhưng trừ phi là thời khắc mấu chốt, bằng không mà nói thì tính uy hiếp cũng không thực tế cho lắm. Ngược lại, ta muốn nhìn che chở của các ngươi có thể chống đỡ được mấy lần ra tay của ta. Lúc này, tên dị tộc biến ra từ tộc trưởng của Hải Tinh Tộc cười nhạt một tiếng, thân thể vừa muốn đuổi theo, đội trưởng chợt quay đầu, nhìn về phía tên dị tộc Nguyên Anh sau lưng này, bỗng nhiên mở miệng. Ngươi là Bạch Lệ. Chương 494, Bạch Lệ Trúc Chiếu. Bạch Lệ của Thiết Tuyến Tộc. Đôi mắt Hứa Thanh co lại, thân sắc tên dị tộc Nguyên Anh kia lại lộ càng nhiều kinh ngạc hơn nữa. Vị phong chủ Thất Huyết Đồng kêu ra lai lịch của mình đã khiến cho gã cảm thấy rất thích thú, cho nên đối phương cũng đã có kiến thức nhất định. Nhưng hôm nay rõ ràng là bị một tên tu sĩ thấp giai trực tiếp gọi ra tên của mình, điều này khiến cho gã cảm thấy có chút khó tin. Lần này ta thật sự là không ngờ tới, cái địa phương nhỏ nho này rõ ràng còn có người biết tới ta, tên tiểu tử ngươi có chút ý tứ. Bạch Lệ của Thiết Tuyến Tộc 60 năm trước từng là thiên kiêu tuyệt thế của Thiết Tuyến Tộc, được cả tộc vinh dự coi như là hạt giống sẽ đi lên con đường cổ hoàng chúa tể, nhưng mà không biết tại sao đột nhiên phản loạn, chẳng những giết chết người có quan hệ huyết thống mà còn làm loạn cả tộc quần, làm dơ bẩn thánh vật của Thiết Tuyến Tộc, khiến cho hạo kiếp hàng lâm, làm cho vô số tộc nhân chết thê lương. Sau đó phản bội, chạy trốn khỏi tộc, gia nhập một tổ chức thần bí tên là Trúc Chiếu. Đội trưởng nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng. Thú vị, còn biết được không ít tình báo, để ta siêu hồn ngươi, xem ngươi còn biết được thứ gì nữa. Thần sắc Bạch Lệ mang theo một chút kinh ngạc, lần nữa hạ xuống một bước, mắt thấy sẽ lập tức tới gần. Làm mang trong mắt đội trưởng lập tức lập lè, và Hứa Thanh cũng lộ ra thần sắc điên cuồng, lấy ra chữ của lão tổ. Mắt thấy cả hai sẽ đụng chạm, nhưng vào lúc này, một tiếng hư lạnh từ trên bầu trời truyền xuống. Tiếng hư lạnh này siêu việt cả thiên lôi, âm thanh nổ vang lập tức vang vọng bát phương. Trên đỉnh đầu Lục Gia trên bầu trời đột nhiên dâng lên một cái hồ lô rượu. Cái hồ lô rượu này chính là vật không rời tay của Lục Gia sau khi thê tử và nhi tử chết. Ngay khi hồ lô vừa ra, còn trên thân nó lập tức phóng ra từng đạo sát khí kim duệ bay lên trời. Bên ngoài hồ lô còn hình thành hình ảnh từng món binh khí, sau đó nhanh chóng huyễn hóa ra hình dáng giống như phượng, lại tựa như long, khuếch tán về bát phương. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những binh khí này bao hàm rất toàn diện và đầy đủ. Từ đao, thương, kiếm, kích đến búa rìu, móc, xiên, thứ nào cũng có và số lượng vô cùng nhiều, sợ là không dưới 100 vạn. Tất cả trực tiếp liền tạo thành một vòng xoáy chứa cả biển vũ khí. Những nơi đi qua thì tất cả mọi thứ đều bị bẻ gãy nghiền nát. Nó bay về phía ba tộc, trấn áp tới. Trong thời gian ngắn, lão tổ Nguyên Anh của ba tộc quần được Bạch Lệ triệu hồi ra, lập tức biển kinh khí này trùng kích, không chỗ để trốn, và toàn bộ phun ra máu tươi. Từng tên phát ra tiếng gào thê lương kêu thảm thiết, thân thể lập tức bị trọng thương bay ngược lại. Cùng bị trọng thương còn có một tộc nhân của ba tộc. Dưới sự trùng kích của biển binh khí, dưới sự bộc phát của sát khí thì tâm thần tất cả đều nhao nhao lay động, thần sắc kịch biến. Đa số thân thể đều lập tức chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị phân thây. Số thân thể còn lại mặc dù không lập tức tan vỡ, nhưng rõ ràng cũng không thể kiên trì được bao lâu. Trong giây lát, thân thể liền bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong hồ lô hình như xuất hiện một đôi mắt mang theo vẻ hung ác cùng cực, mang theo sự khinh miệt đối với dị tộc, nhìn khắp bát phương. Ầm, trên bầu trời dạt ra biển binh khí trút thẳng từ trên xuống như muốn trời tru đất diệt. Toàn bộ dị tộc từng người đều vô cùng thê thảm. Hình như cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, Lục Gia bấm điểm pháp quyết, chỉ một ngón tay tới ngọn núi thứ 6. Ngọn núi thứ 6 lập tức tràn ra hỏa diễm, trong chốc lát liền quét ngang bát phương, hoàn toàn bao phủ đại địa của Hải Tinh tộc cùng với toàn bộ tộc nhân ba tộc vừa hạ xuống, thiêu cháy hết thảy, tăng tốc luyện hóa, hoáng thiên rực địa. Đây là các pháp khí gì vậy? Vậy mà có nhiều sát khí kim duệ như vậy. Thần sắc của Bạch Lệ lần đầu tiên xuất hiện vẻ biến hóa. Lúc này gã không bất chấp đánh chết Hứa Thanh và đội trưởng nữa, thân thể nhoáng một cái lập tức tan biến, nhưng hiển nhiên nơi đây đã bị hạn chế thuấn di. Lúc gã xuất hiện không phải ở rất xa, mà ở ngay trên không trung, sắc mặt lập tức biến hóa muốn bỏ chạy ngay tức khắc. Lúc trước, lão phu còn suy nghĩ, với sự yếu ớt của Hải Tinh tộc thì lấy đâu ra đảm lượng để làm ra việc lớn như thế này. Hóa ra ở phía sau có một tên dương nghiệp của tổ chức Trúc Chiếu hoạt động ở đại lục vọng cổ chạy tới. Giọng nói của Lục Gia mang theo vô tận phẫn nộ cùng với sát cơ. Lão phất tay và đỉnh hồ lô rượu lập tức bộc phát hình ảnh sát khí phong bạo, mang theo vô tận biển binh khí quét ngang bát phương, trấn áp thẳng đến Bạch Lệ. Tâm thần Bạch Lệ chấn động, vừa muốn chạy trốn, nhưng Lục Gia đã đạp trên biển binh khí tới gần, trực tiếp hạ xuống một chưởng. Tiếng nổ vang lên, Bạch Lệ thấy không cách nào bỏ chạy thì trong mắt lộ ra một tia ánh sáng yêu dị, quay người ra tay, trực tiếp giao chiến cùng Lục Gia ở trên trời. Hai người ra tay kinh thiên động địa, khí trùng thiên hà, âm thanh đinh tai nhức óc khuếch tán bát phương, khiến cho tu sĩ bốn phía đều phải rút lui ra xa, không thể tiếp tục quá gần. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, dựa vào sự che chở của sợi dây chuyền mà ngẩng đầu nhìn tới. Mà lúc này đội trưởng ở bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười, vừa nhìn thì trong mắt cũng có sự điên cuồng tham lam. Không ngờ, vậy mà có thể gặp được Trúc Chiếu trong truyền thuyết ở nơi này. Nghe nói mỗi một thành viên trong tổ chức Trúc Chiếu không đơn giản. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Trúc Chiếu là một tổ chức cực kỳ thần bí của đại lục vọng cổ, thành lập ra chưa tới 1000 năm, toàn bộ thành viên trong đó đều là thiên kiêu chân chính của các tộc. Bên trong mật quyển của tình báo ti có nói, cái tổ chức này tuyên bố với người bên ngoài, nếu gia nhập thì bọn họ có thể chia sẻ cơ duyên thành thần, mà điều kiện gia nhập là biểu diễn một trận huyết tẩy tộc địa của bản thân, biểu diễn càng tốt sẽ càng được Trúc Chiếu tán thành. Nghe nói nhiều năm trước trong Nam Hoàng Châu, có người không biết làm cách nào, vậy mà lấy thần linh mở mắt để làm tư cách biểu diễn, gia nhập tổ chức Trúc Chiếu. Đội trưởng nở nụ cười nhìn Hứa Thanh. Đáng tiếc, bọn họ không có tìm đến ta, nếu không, ta cũng thật sự muốn vào xem cơ duyên thành thần sẽ là thứ gì. Chẳng lẽ là con đường trở thành cổ hoàng chúa tể, hay là trở thành thần linh chân chính? Ta có chút không tin. Ta cũng không tin. Hứa Thanh nheo mắt lại, sờ lên trang giấy có chữ Lão Tổ tặng trên người và nhìn lên Lục Gia đang giao chiến với Bạch Lệ trên bầu trời. Chương 495: Chữ Tổ trấn Nguyên Anh. Lúc này, trên bầu trời vang lên hàng loạt âm thanh nổ tung, Lục Gia và Bạch Lệ giao thủ khiến cho càn khôn cũng phải rung chuyển, mây mù tán lạc, biển khơi nổi sóng ầm ầm, từng đợt sóng biển ngập trời nhô lên. Hai người ra tay mỗi người một lần đều đánh ra lực lượng dời núi lấp biển, mỗi một kích đều giống như bàn thiên tế địa vậy, thậm chí vẹn vẹn là ảnh hưởng do thần thông hai người va chạm thôi cũng đã khiến cho hư không bốn phía truyền đến âm thanh vỡ vụn. Từ xa nhìn lại, bầu trời chung quanh hai người không ngừng xuất hiện từng đạo khe nứt, có khi cả hư không chung quanh đều sụp đổ hình thành một cái hắc động cực lớn, có thể thôn phệ hết thảy. Còn có từng đạo tia chớp giống như thiên phạt không ngừng chạy ở chung quanh hai người, thậm chí những tia chớp này còn huyễn hóa ra cả sừng, giống như những con lôi long gào thét qua lại chém giết lẫn nhau. Không chỉ như thế, thân ảnh của bọn họ còn không ngừng lấp lé ở trên bầu trời, vừa giao thủ vừa thuấn di. Thông thường một khắc trước vẫn còn đang ở trong tư thế hổ vượt long trường, nhưng trong thời gian ngắn sau liền giống như vật đổi sao dời, trong nháy mắt lại đổi thành đánh giáp lá cà. Còn có từng trận phong bạo bị bọn họ tiện tay kéo tới, sau đó biến thành thần thông của bản thân, tạo thành lực sát thương vô cùng đáng sợ. Nhất là Bạch Lệ, bên ngoài thân thể của gã hình thành vô số những con tuyến trùng màu trắng đang bay, mỗi một con đều vặn vẹo, tạo thành những hình phù văn biến thành từng đạo huyền lôi, sau đó gào thét đánh tới phía Lục Gia. Nếu cẩn thận nhìn kỹ những đạo sấm sét huyền lôi kia, rõ ràng có thể thấy bên trong là vô số con sao nhỏ như sợi tơ hình thành. Thường thường khi vừa mới tới gần Lục Gia liền trực tiếp nổ tung, thậm chí một vài vết nứt không gian vừa tạo thành thì trong nháy mắt tiếp theo liền bị những con sao này đông kết lại. Từ xa nhìn lại chỗ hai người giao chiến, những vết nứt không gian bị đóng băng tựa như có từng con ngô công màu trắng, mà Lục Gia cũng không tầm thường, phất tay một cái thì bốn phía lập tức hiện ra một biển binh khí, vô số binh khí hình thành với khí thế rào rạc và sát khí ngút trời. Khí tức tràn ra từ bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như có thể nghiền nát tất cả. Nhưng bản thân tên Bạch Lệ kia cũng cực kỳ không tầm thường, mặc dù tu vi cả hai đều không phân cao thấp, sàn sàn nhau, mà Lục Gia còn có hồ lô rượu phối hợp, nhưng tên Bạch Lệ này vẫn không hề rơi vào hạ phong. Dẫu sao thiên phú của Lục Gia là ở lĩnh vực luyện khí, không phải là chém giết. Lúc này, trong khi tiếng nổ vang liên tục vang lên, Bạch Lệ thuấn di một cái đến trước mặt Lục Gia và bấm niệm pháp quyết chỉ tới, một đạo đao quang lập tức hiện ra từ hư không, uy lực to lớn vô cùng, chém đứt cả hai hư vô hình thành một đạo khe nứt cực lớn, như lông xà bay múa về phía Lục Gia, khiến cho sắc mặt Lục Gia lập tức biến hóa, nhanh chóng rút lui. Bắt thấy như thế, tên Bạch Lệ bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, quả nhiên là Nguyên Anh ở địa phương nhỏ, có pháp khí mạnh như thế mà không cách nào chém giết được ta. Nếu như thế, nói không chừng hôm nay ta không cần chạy trốn, giết ngươi rồi chiếm món pháp khí cực phẩm này của ngươi cũng coi như là một đại thu hoạch. Trong lúc lời này truyền ra, Bạch Lệ liền vỗ trán một cái, thân thể lập tức chấn động và máu thịt sau lưng bỗng dâng lên thật cao, hình thành một cái túi thịt lớn, phía trên tràn ngập vô số mạch máu, còn có từng con tuyến trùng đang điên cuồng nhúc nhích ở bên trong, thoạt nhìn vô cùng rợn người. Đồng thời, cái túi lớn do máu thịt sau lưng nhô lên này bỗng đột nhiên nổ tung, một gốc thực vật mọc ra từ bên trong. Gốc thực vật này lan tràn trên đỉnh đầu của Bạch Lệ, cao đến 3 trượng và toàn thân một màu huyết sắc, có lá cây hình dáng răng cưa, đồng thời có một hình bông hoa tam giác, bên trong có vô số nhụy hoa. Có thể nhìn thấy bên trong cơ thể gốc thực vật có rất nhiều phù văn, số lượng rập rạp vô số, giống như là huyết dịch của gốc thực vật này vậy. Chúng chảy xuôi trong gốc thực vật quỷ dị này. Một khắc khi gốc thực vật vừa xuất hiện, một cổ khí tức thần thánh kinh thiên động địa lập tức từ bên trong ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Cổ khí tức này quá mạnh mẽ, khiến cho đôi mắt của Hứa Thanh lập tức cảm thấy đau đớn. Đội trưởng bên cạnh cũng đồng dạng như vậy, nhưng vẻ điên cuồng trong mắt của y lại càng trở nên nhiều hơn. Thần tính. Khí tức mà gốc thực vật này tràn ra chính là thần tính, mà trình độ nồng đậm lại cực kỳ dồi dào. Ngay một cái chớp mắt, khi vừa xuất hiện thì gốc thực vật này liền ngẩng đầu hướng về phía hồ lô rượu trên bầu trời, toàn thân chấn động. Cuồng phong quét tới, thổi bông hoa hình tam giác bên trong gốc thực vật đang chấn động, khiến nó đổ xuống lộ ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn bên trong. Hai mắt của gương mặt quỷ này đỏ thẫm và tà dị vô cùng, lúc này nó đang nhếch miệng cười. Để xem cực phẩm pháp khí của ngươi lợi hại hay là thần chủng của Trúc Chiếu chúng ta mạnh hơn. Bạch Lệ ngửa mặt lên trời cười to, giơ tay phải vung lên thì có từng khỏa đan dược lập tức bên trong ống tay áo bay ra, lao thẳng đến gương mặt ở trong bông hoa. Những khỏa đan dược này đều không phải là đan dược thành phẩm, mà là đan dược bán thành phẩm, và lại chất liệu đều không phải bất luận loại dược thảo nào mà là máu thịt. Có thể thấy bên trên mỗi một khỏa đan dược đều hiện lên một hư ảnh vong hồn, mà từng vong hồn thoạt nhìn cũng đều rất trẻ tuổi. Hiển nhiên bọn họ đều là các thiên kiều đã mất tích của các tộc trong những năm qua. Bọn họ đều bị Bạch Lệ luyện hóa và hành hạ đến chết, lấy máu thịt ra để luyện đan và lấy hồn để dung nhập vào bên trong biến thành đan dược. Những quả đan dược này không phải để tên dị tộc này nuốt vào mà dùng để nuôi nấng gốc thực vật tà dị kia, cũng chính là thần chủng trong miệng của Bạch Lệ, mà hiển nhiên là gốc thần chủng này cần số lượng đan dược cực lớn, cho nên đây cũng là nguyên nhân mà Bạch Lệ đi đến biển cấm. Gã cảm thấy nếu như gã đã làm việc ở trên đại lục vòng cổ sẽ có quá mức nguy hiểm, nhưng nếu như ở nơi đây, gã cho rằng dựa vào lực lượng của bản thân thì cho dù có gặp phải nguy cơ cũng có thể ứng phó được. Hết tập 58. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.